Xin chào thầy và các bạn, em tên là Trần Nguyễn Thanh Duy, mà số sinh viên 17119064. Hôm nay em xin video để làm bài tập thứ 8 thầy giao, đó là viết ứng dụng tạo sơn on off theo nút nhấn hiển thị thông báo trên LCD và đẹp sản phẩm. Thì mấy cái yêu cầu thì thầy đã giao trên lớp rồi. Thì bước đầu tiên thì mình sẽ bước vào phần cứng ha. Thì phần cứng của mình gồm có một con LCD, một cái dao động ký, một con bích và một cái thạch anh. Thì ở đây chân RP0 và RP1, thì chân RP0 em sẽ nói vào nút on, chân RP1 em sẽ nói vào nút off, chân RP3 thì em sẽ nói vào cái nút để nó reset. Thì do là sử dụng cái thư viện có sẵn của Bixi nên là sử dụng thư viện lcd.c á, nên là em sẽ nói bốn đường dữ liệu này. Chân RD4 em sẽ nói với D4 của con LCD, tương tự RD5, RD6, RD7 thì em cũng nói vào. VSS thì mình nói xuống đất, VDD thì mình nói lên nguồn, còn VAE thì chỉnh độ nét thì mình không cần nói cũng được. Còn chân RL0 thì em sẽ nói vào chân Enable, chân RE1 thì em sẽ nói vào chân RS, chân RE2 em sẽ nói vào RW. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ bước sang phần viết code để cho phần cứng chạy. Rồi thì đầu tiên cũng như những bài khác thì mình phải khai báo thư viện, cấu hình và sung. Thì những chân, nghĩ những cái chân thì em đã vừa nói xong rồi ha. Thì ở đây sử dụng thư viện c.c. Rồi. Rồi tiếp theo thì em sử dụng một cái biến để lấy sản phẩm, để lát đẹp sản phẩm push out 0 và một cái biến sản phẩm. Thì đầu tiên là cái for hiển thị này, thì ban đầu là nếu mà không có làm gì hết thì nó sẽ hiển thị cái chữ build up. Xong rồi thì đây là cái delay 40 giây. Thì delay 40 giây là sao, thì nó sẽ là đây, số 20.000 này được là xung này, 20.000 xung thì được tính bằng cái công thức mà thầy đã giao trên lớp. Thì nó sẽ là f sẽ bằng t nhỏ chia cho t lớn, thì cái dữ liệu cái xung mà đi vào con bit thì nó sẽ được chia ra làm 4, là 20 chia 4 là được 50 GHz. 50 GHz thì mình sẽ lấy 1 chia 50 GHz, mình sẽ ra được cái tần số 1 chia 50 GHz thì mình sẽ ra được cái chu kỳ của một xung. Thì sau đó mình muốn tìm cái độ trễ của bốn cái xung này mà trả hết bao nhiêu hertz, thì mình lấy 40 giây này mình chia cho cái chia chia cho cái chu kỳ mà mình vừa tính được, thì nó sẽ ra là 20.000. Còn độ trễ 60 giây cũng được, nhưng là do một số lý do nên là do một số sai số nên là em sẽ lát phần này mình sẽ nói sau về cái số 25.000 hertz này. Rồi tiếp theo thì là cái phần tạo xung ha. Đây thì phần tạo xung thì mình cũng chỉ gọi lại thôi. Rồi tiếp theo là phần đếm sản phẩm. Thì đếm sản phẩm thì mình sẽ cho cái sản phẩm bằng cái hàm get time 0. Rồi thì ở đây thì em sẽ cho nó về cái vị trí đầu tiên và hàng đầu tiên của cái con LCD này. Vị trí đầu tiên và hàng thứ hai của LCD để đếm sản phẩm. Rồi khi mà cái sản phẩm nó bằng 16 thì nó sẽ trở về là một, thì nó sẽ đếm lên tiếp. Rồi đây là hàm main. Thì em sẽ đặt lại. Rồi ở đây là output write sum thì đây. Rồi thì tiếp theo là mình khởi tạo cái LCD ha, khởi tạo LCD để cho cái LCD nó có thể chạy. Rồi tiếp theo là cái phần hiển thị. Phần hiển thị từ trên đây em đã nói. Ban đầu thì nó không làm gì hết, thì nó sẽ ra chữ Win up. Rồi, reset 20.0. Rồi tiếp theo. Đây là cái phần mà để mình nhấn nút on off để bắt đầu kiểm tra ha. Thì cái hàm boost out nãy thì em cho nó bằng không đó, khi mà mình nhấn nút on thì cái hàm boost out này sẽ bằng một,
rồi nó sẽ đưa vào vị trí đầu tiên, và dòng đầu tiên của cái con LCD thì nó sẽ hiển thị cái dòng này ra là boost 10 mili giây và DC bằng 0.4. Rồi tiếp theo thì boost up thì cái boost nó sẽ bằng 0. Rồi thì nó sẽ hiển thị cái chữ boost up này, thì nó sẽ cái khoảng trắng này đúng không? Mình sẽ ký tự thôi, nó sẽ xóa hết mấy cái này ha, mấy cái phía sau đây. Rồi thì chương trình mình đã compile và sẵn hết rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đưa vào phần cứng để cho nó chạy ha. Rồi chúng ta tìm tới. Thì ở đây cái mà đưa vào để đếm sản phẩm á, thì nó là em đưa vào một xung ha, thì nếu có xung vào á, xung kịch lên vào thì nó sẽ nhảy ra một sản phẩm, cứ như là tương tự như là ở đây mình đặt cái cảm biến rồi đó, thì nó cũng tương đồng tương tự như vậy thôi, có thể hiểu như vậy. Rồi thì xem sẽ cho nó chạy ha. Rồi đây là cái giai đoạn ký oscillate, cái giai đoạn ký đây là cái này đây. Rồi thì ban đầu thì không làm gì hết, mình không có nhấn nút gì hết thì nó sẽ hiển thị chữ boost up và nó sẵn vẫn sẽ đến sản phẩm. Rồi khi mà mình nhấn nút on thì nó sẽ hiển thị cái boost up bằng 10 mili giây, DC bằng 0.4, mà nó vẫn đếm tiếp tục đếm cái sản phẩm ha. Thì tại đây là một xung nè, có xung vào thì nó sẽ đếm lên thôi. Rồi tiếp theo là nhấn nút up thì nó sẽ tắt ha. Rồi thì mạch nó cũng đã chạy ha. Rồi khi mà mình nhấn cái nút on này nè, đó thì mình sẽ thấy được cái xung này ha. Đây, rồi đây thì mình tiếp sẽ nói với cái tiếp theo mà nãy mình cho nó bằng 25.000 xung ấy. Đó thì đây là độ trễ cách nhau giữa hai xung. Thì cái rotate mà nó bị lỗi rồi ha, thì mình sẽ nói luôn ở đây. Tại vì mình đang muốn có một cái là 6, một cái là 4 ha. Nhưng mà cái 4 thì mình sẽ thấy cái khoảng cách giữa hai cái xung đó là 4.03. Thì còn cái xung kia là 5 chấm mấy thì nó cũng gần bằng 6 rồi ha. Nên mình muốn nó như vậy, muốn mình sẽ điều chỉnh nó như vậy để nó có thể đúng với cái giá trị mà mình mong muốn. Thì mình sẽ đặt cái xung nó lại ha. Thì cái phần thuyết trình của mình tới đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.